hai ta cũng là cũng một ngày đặc biệt, đó chính là sinh nhật của quản lý đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thường. Xin mời ạ. Một nhân vật mà chúng ta không bao giờ thấy mặt. Một nhân vật là xót vé cũng như là trời ơi, hai cái con đó kìa. Nhớ mẹ Cadillac hả má? Đi Ba Lê Minh hả? Dạ. Không biết chúc gì hơn. Chúc anh tuổi mới bớt thu hồi hình lại. Dạ. Tuổi mới nè, sức khỏe dồi dào, đặc biệt là hạnh phúc, luôn vui vẻ. Trời ơi, làm gì rung quá vậy? Dạ. À, bật mí với quý vị là Nhật Hình cũng lớn tuổi bằng tuổi của em. Trời. Cho nên tay chân hơi run. Dạ, có, anh có điều gì muốn nói không? Được rồi, tới đây. Ok, quá. Nói hồi nói một câu rồi, chào khán giả rồi. Nói một câu rồi. Cảm ơn. Thôi khùng quá. Chúc Nhật. Mừng sinh nhật. Anh Nhật nói đừng có bắt anh Nhật nói, ngày mai em có show ngoài đi quý vị ơi. Rồi. Hả? Nói chơi thôi, nói một câu thôi. Dạ. Thôi vậy đúng không? Rồi. Anh Kiều, cái kia Thanh Kiều. Thanh Kiều. Rồi được rồi đó. Vậy đúng không? Rồi, cảm ơn anh Nhật rất là nhiều. Trời ơi, tuổi mới nha, nhiều sức khỏe nha. Ở ngoài thì giả bộ hiền vậy đó quý vị, chứ ở trong chửi thành viên đoàn tan nát. Chị. Ủa cái đó thiệt mà. Tuần sau mình còn 4 xu. Thôi vậy thôi. Nói chơi cái gì? Nhật dễ thương lắm quý vị, anh Nhật dễ thương lắm. Bình thường vui vui thì đó, tụi em kêu bằng anh. Lúc buồn buồn thì kêu bằng chị. Hả? Một lát hồi trừ lương. Khùng quá. Vô. Vô. Xem. Xô chị đây xuống, chị đây cho em xin một cái echo xuống chị đây. Xô chị đây xuống, chị đây. Cái tháp này đây trời đâu mà lạnh quá. Lạnh chị như cục nước đá. Lạnh này không phải lạnh ngoài da. Là tụi mấy bà bóng BD chưa ngó cổ. Đêm về nằm lăn qua lộn lại, thấy trong lòng mới lạnh lẽo làm sao. Mua sách giáo khoa ngủ với anh này, sợ ngủ từ chừng, ngủ nửa chừng anh ngồi dậy anh đâm. 45 mém xíu tốn 200. Xô chị đi, cho nó xô chị đi, xô chị đây. Xô chị đi, xô chị đi, xô chị đi, dễ thương nè. Sao? Xô chị đi, sao đã có mấy con mấy chị đi, cho nó mấy chị đi. Trời đã an bài.
tình yêu khúc tơ nhạc lòng. 31 dòng, 31, 31, 31, 31, số gì đây mấy gì đây, mấy gì đây mấy gì đây. Bắc Kim Thang Cà Lan mà bí rỡ 31 là tiếng lé cờ hồng. Chiếc lé luôn đi đó. Là chiếc lé là chiếc gì em? Và quý vị ơi, và con số mấy vậy? 31 hả? 31 phong trường mấy? Dạ, con số 31 đúng không ạ? Rồi, đúng rồi chị. Một chủ nhân đặc dạy trong loại cờ đặc biệt này ạ. Rồi, chúng mình phục vụ cho quý vị là tiếp theo là vòng loại đặc biệt 50.000 cuối cùng trong buổi tối đêm nay quý vị nha. À, có ai kinh thể hấp thêm vào số một lượt ạ? Rồi, bây giờ chị Sang sẽ mời một khán giả lên nha chị Sang. Hai luôn hả? Một người đó, mời hai người dọn. Hai người chị Sang. Dạ, em xin mời một người dò lá vé, một người dò banh giùm cho em ạ. À, ai ạ? Rồi mời em gái áo đen này nha. Rồi một người nữa, rồi em gái áo cam này luôn đi cưng lên đi. Trời. À, có ai kinh nữa không ạ? Còn mình em đúng đó em. Ôi, gì vậy? Rồi, bây giờ là chị áo đen này nha. Rồi em áo cam, qua đây áo cam. Qua đây. Hợp lại ký hiệu 1141 26 có 26 31 có 31 40 có 40 58 có 58. Trời, chúc mừng cho em gái nha, mình em đoạt giải luôn, quán quân luôn. Rồi bây giờ là mình qua đó mình nhận hai vé giùm chơi cho mình nha. Em giữ tờ vé lại gõ vô trong đó ha. Rồi em từ đâu tới nha? Đây Hiện Kim ở đây nè. Đó, từ đâu tới em? Em đánh đầu Bình Chánh. Chánh xa vậy luôn hả? Đi với ai vậy? Dạ, mày mua mấy ghé vậy? Chúng cái này có tặng lại cho phù thủy không? Rồi bây giờ dòng sao mua nữa không? Thôi mua nữa đúng không? Không mua tặng à. Mày mua thì không tặng. Rồi Tư ơi Tư, kiểm tra giùm cho chị cái đúng nè, một chỉ lần đó nha. Mở nè. Cướp. Cướp. Mở sao hả? Không biết mở hả? Rồi, Tư chuẩn bị tặng vé cho chị nè. Đếm sẵn. Rồi quý vị mình nhớ nha, những tờ lá vé chưa trúng mình bỏ vào trong thùng rác nha quý vị. Rồi, bỏ đây lại. Rồi, mà rồi Tư ơi, tặng vé cho em mềm vé này phải không? Trời dễ thương nha. Rồi tùy làm hết năm em ơi, mua 20 vé cũng được ha, kể em. Cô đầu nấu đầu, dùm sao mình trúng nữa. Ừ. Rồi, quý vị hiện nay thì trên sân khấu thì Hùng Cường đang có nhận được một cái thẻ xe của anh chị nào làm rơi rớt đó quý vị. Cho nên là mình kiểm tra lại trong túi mình đó quý vị nha. Ai làm rớt thẻ xe xin liên hệ với Hùng Cường để mình nhận lại nha quý vị nha. Và ngay từ bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng lottery cho vòng loại đặc biệt 50.000 cuối cùng.